ba ngôi Thiên Chúa toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến chúng con, xin cùng câu đức tin của chúng con cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu của Chúa. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin chữa lành chúng con. Lạy ba ngôi Thiên Chúa toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến chúng con, xin cùng câu đức tin của chúng con cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu của Chúa. Lạy ba ngôi Thiên Chúa toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến chúng con, xin cùng cố đức tin của chúng con cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu của Chúa. Lạy ba ngôi Thiên Chúa toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến chúng con, xin cùng câu đức tin của chúng con cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu của Chúa. Lạy ba ngôi Thiên Chúa toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến chúng con, xin cùng câu đức tin của chúng con cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu của Chúa. Chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu của Chúa.